mãi còn bao giờ đấy. Bình toán đã chưa đâu. Cháu vừa ăn sáng xong đấy. Cháu 9 giờ. Chỗ này là để chú làm miếng tôn trong miếng dựa ấy. Bắn chỗ này sáng. Bắn một miếng thôi. Cái dựa nó có bằng tôn miếng gì? Tương đương. Nhựa có bao giờ nó hỏng trước tôn đâu. Làm một miếng đấy nó có độ sáng, nó không bị tối. Đấy, chơi một miếng giữa cửa nó sáng. Ôi chú thế thôi, chú bịt kín chỗ này, chú xây lại chỗ này tối ngay. Khi chú bịt kín lại, lập tôn kín lên trên nó tối ngay. Bắn được một miếng đấy thì nó đẹp. Đấy, để một khoang cũng được. Mình để lên một ô cắt lên một độ 2-1 mét cũng được, 2 mét để giữ sóng tôn như là được.